chơi nữa, chị đi quay nữa. Này quay chia sẻ các bạn cái cao su bà con đã đập nha các bạn. Đó, các bạn thấy nước mực nước ở ngoài ha. Nó cao hơn trong nó lé đá luôn nè. Trên lệch ở đây thì cũng không có cao bằng cái chỗ mà Cuba. Cuba thì nó trên lệch tới 5 tấc đất, còn ở đây trên lệch khoảng 2 tấc ngoài các bạn. Ý da, hồi ướt máy hết trơn luôn. Đây đập cao su. Bơm gì tới mà lu quần rồi nè. Ô, quá rồi. Mình sẽ lội ra cái đập mình quay cho các bạn xem nha. Này mình đang lội nước trong. Nước ngoài thì nó nước nó ngập hơn, nước trong này mình đi ngang là tới háng. Người ta bay ra ngoài bò mẫu cây người ta xịa nè các bạn, trong xịa chổi ra nè ha. Đó, ghê chưa, bể là 3 lần rồi đó, cao su mới luôn. À, trong xịa luôn nè, trong xịa đó ra theo cái dòng cung ngang mưa luôn này bà. Quá quá rồi, bữa nay là sông Hoa luôn. Dạ các bạn ơi, trên lệch nước trong nước ngoài ra chắc khoảng 2 tấc. Bữa nay là cái khu này đang 2 máy cắt nè các bạn, 2 chiếc 70. Này là bị bể 3 lần cho nên tăng cường 2 lớp cao su luôn. Cây tre là xịa liên tục luôn các bạn. Quá trời luôn. Chuyền lúa bên mái qua. Máy bào.
chi hả chị? Cao su chi hả? Ở đây miếng này hả? À, quá sâu hả? Dàn trong này còn xanh.